Ngày 18 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú B tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Căn nhà được bàn giao cho hộ ông Trần Giang Bảy ở khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B với diện tích 16,25 m², kinh phí xây dựng do Ban Dân vận Quận ủy Tân Phú, Hội chữ thập đỏ Tân Phú và nhóm từ thiện quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng. Tại buổi lễ trao nhà, các mạnh thường quân hỗ trợ thêm vật dụng sinh hoạt gia đình và 7 triệu đồng. Ngôi nhà đại đoàn kết hoàn thành và được bàn giao có nghĩa nhân dân nhằm giúp cho gia đình giảm bớt khó khăn, yên tâm ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên phát triển kinh tế gia đình.